Video tiếp này mình sẽ quay nấu nước cái lần hai, mà trong lúc ấm nó đang còn nóng các bạn nha, nóng mà nóng vừa chứ không phải là nóng nóng hổi các bạn nha. Sau 5 phút mà mình đã ngưng á, thì mình sẽ cho các bạn xem cái thời gian nấu. Đây có đèn các bạn nha, đèn sáng đây. Rồi trong lúc thời gian chờ đợi thì mình đọc sơ qua xíu về cái mà bảo hành cũng như cái quy định về cái sử dụng của sản phẩm các bạn nha. Đây, 1/1 trong vòng 12 tháng nếu nó có lỗi kỹ thuật phát sinh. Cái hướng dẫn này dùng cho hai loại bình như trên hình các bạn nha. Có những cái cảnh báo mà các bạn chắc bình thường chúng ta cũng có thể hình dung được là cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Những cái cảnh báo đơn giản, chúng ta là người lớn thì chúng ta cũng đủ cái kinh nghiệm để chúng ta biết xử lý những cái cảnh báo này. Mình quên, hồi nãy mình quên cho các bạn xem cái phần đáy, dưới đáy của bình đó. Nó có cái thông số về cái điện áp rất là chi tiết, thì chúng ta có thể sử dụng điện 110 hay 220V. Mình để như thế này chắc các bạn thấy rõ ha, cảnh báo quan trọng đây. Các bạn nào có dịp thì chúng ta đọc ha, mình không có lặp lại ha. Ở cái giữa video thì cái đoạn giữa là mình đã có chia sẻ với các bạn cách chúng ta cầm bình ha, cái kinh nghiệm mà mình tự suy luận ra cũng khá là thú vị. Rồi thì chúng ta cầm bình như thế này các bạn nha, thống nhất các bạn nha. Nói đùa thôi, các bạn thích cầm như thế nào các bạn cầm. Thì mình thấy cầm như thế này, khi mà mình cầm những cái bình nặng á, thì bình nặng thì nó khá là nhẹ, do cái lực tay của mình nó không có bị bẻ ngang các bạn, cái lực nặng của bình nó nước á, nó không có bẻ ngang nên chúng ta cầm khá là khỏe. Thì khi các bạn cầm mà vận chuyển đi đâu xa, ví dụ khoảng 20-30 mét trở lên chẳng hạn, thì chúng ta nên cầm như thế này đỡ mỏi tay lắm nha. Rồi các bạn cầm như thế này cũng được, nhưng mà nó khi mà đi đường xa hay là chúng ta cầm nặng quá, cái tay ta nó yếu quá, thì nó hơi dễ cái bị đổ cái bình đó. Thì chúng ta cầm theo cái thế này mà mình hướng dẫn đó, thì chúng ta giữ được cái bình nó lâu và chắc hơn. Rồi, trong video cũng 4 phút rồi, tính luôn cái thời gian nãy giờ mình lấy ha. Thì mình cũng có chia sẻ giữa video với các bạn là cho mình hết dung lượng nên mình nói thêm thì bổ sung thôi. Chúng ta có điều kiện chúng ta sử dụng thêm cái ấm siêu tốc các bạn nha. Xin lỗi các bạn, cái bình giữ nhiệt, cái bình này nó được cái là nó cùng thương hiệu với em này. Đây, hai em cùng thương hiệu với nhau trong điện máy xanh các bạn nha. Điện máy xanh nó đang bán giảm những cái loại này. Chúng ta giữ trung bình là khoảng 8 đến 10 tiếng, thì chúng ta trong khoảng thời gian đó chúng ta có thể dùng nước ấm đó, chúng ta trụng mì nè, trụng mì và chúng ta pha cà phê hoặc là ngũ cốc.
tùy các bạn nha. Rồi, chỉ còn một phút mấy giây nữa thôi là mình hết dung lượng rồi, và cũng vừa kịp thời là cái ấm mình nó đã sôi. Thì giá của bình siêu tốc này là 100.000, đang giảm trên siêu thị điện máy xanh các bạn nha. Các bạn có thể lên trang web điệnmaysanh.com chúng ta tham khảo thêm ha. Cũng có một cái loại bình của hãng khác nó đang giảm mà khi chúng ta mua online á, nó còn 175.000, giá cũng rất là sốc. Đèn ha, khi mà nó sôi nó tự động nó tắt luôn ha. Rồi nó đã tắt rồi, và thế là mình có nước để tắm, trụng mì, pha cà phê hay ngũ cốc. Rồi. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.